Baby birthday bộ đồ thứ hai ra được các bác chị. Đồ này cũng là đồ ở nhà luôn, đồ bộ. Vừa Dạ. vừa hết là vừa thích luôn ha. Dạ. Tính ra là chị Thảo cũng chọn hay ghê ha. Quay vòng nữa coi. Sang vòng ơi, sang vòng. Chào mọi người, em tên là Vi. Hôm nay em sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện cây quốc thần. Dạ đang xin mến chào quý cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì đang đang có mặt tại Bến Tre thì tiếp tục đến thăm bé Vi với lại mẹ ở trong cái lò gạch mỏ hoang này cả nhà. Thì ngày hôm nay đến thì có một cái món quà của chị Minh Thảo thì đang cũng chở từ Sài Gòn xuống tới đây cả nhà. Bây giờ thì kêu bé Vi nó ra cái nhận. Vi ơi. Nghe nhận quà nè Vi ơi. Phải không? Thằng ra cái mắt kia. Wow, bữa nay mặc đồ đẹp vậy ta. Dạ, có gì kia cho. Chị kia cho đồ hả? Dạ. À, thôi bữa nay có chị này cho đồ nè, đi ra, đồ nên để vào đây nè, đi ra đây nè, lấy nè. Món quà của chị Minh Thảo. Dạ. Bữa trước cũng gửi cho nè, đây nè cái bọc này nè. Anh dỡ từ Sài Gòn chứ lúc mà chở thì bọc nguyên chở từ Sài Gòn tới đây cái bọc nó thành gì Dạ. nè. Không biết Mỹ gì cắn nhưng mà chở từ Sài Gòn tới đây nó thành gì nè thằng á. À, dạ. Em nói. Tại bữa trước là chị Minh Thảo có gửi cho Đăng gửi trong cái thùng nhưng mà chở không có được cả nha, À. cho nên là mới bỏ qua cái bọc Dạ. và cái bọc chở từ Sài Gòn về tới đây cái nó thành nó rách vậy luôn đó. Dạ. Mẹ đâu? Dạ mẹ trong đây nè. À, mình chào cô nha. Dạ, khỏe hả cô? Hai mẹ con ăn cơm chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ thôi khui hoài đi. Thôi trước tiên là cảm ơn cô chị Minh Thảo trước đi. Dạ em cảm ơn chị Minh Thảo. Dạ. Giờ khui hoài coi trong đó có gì nè. Một một chuột trắng. Em mở ra hết luôn đi Dạ. coi có gì. Chị đóng gói trong cái thùng đẹp lắm cả nhà, nhưng mà từ qua tới tay đang nghĩ nó là gì Dạ. nè. Áo khác. Có khác hả? Dạ. Thử Dạ. coi vừa không. Màu cũng đẹp quá Dạ. ha. Màu hường, màu hồng. Yêu màu hồng mà ghét sự da dối có không? Dạ. Có yêu màu hồng cái sự giả dối Dạ có. không? Có nhiều đồ lắm. Dạ. Thấy có anh thấy có gì nữa nè, đây nè. Có bánh À, nè. dạ. Có bánh. Ôi, ngon quá bà. Dạ. Bánh gì vậy? Bánh. Kìa Bánh trong hộp ngon. hộp đó kìa. Dạ. Ngon lành luôn. Chuối Chuối sấy. sấy lại bánh gấu. Dạ. Rồi thử luôn em, thử con ơi, coi ngon không? Bánh này chắc mất tiền à, thấy ngon á. Mời đi, mời ông bà cô chú Dạ. Rồi mời mấy anh ăn trước. Đợi chút xíu đi, xíu tắt máy cho anh mới ăn được. Dạ. Ngon Ngon. không? Thì đang cũng cảm ơn chị Minh Thảo rất nhiều gửi một món quà cho bé Vi. Bây giờ kiếm một bộ nào đồ rồi đó coi có bộ đồ nào đẹp không? Coi coi có bộ đầm nào đẹp không Ừ. mặc cho Vi. Mình lên đồ coi. Lên đồ là để cho mọi người Rất xem. là nhiều luôn. Nói chung đẹp lắm á. Cái đó cái gì Giao quân. vậy? Ồ. À. Cái bộ bị tiếu à. Đồ thun rồi ha, nhiều Dạ. đồ. Cái này thấy chắc đồ lẻ ha em. Nó không. Dạ. Áo với quần này nè. Cái đó nguyên bộ hả? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Đẹp dữ ta. Dạ. Vừa không sao thấy hơi nhỏ hả? Không, một cái áo áo vừa nè, áo vừa, cái Ừ. quần chắc hơi nhỏ.
Có quần khác lấy thử quần khác đi. À, có quần ngắn. Quần thùng. Thôi thử ngắn cái quần đi. Hình như không có đầm. Có cái đầm không? Có bộ nào là đẹp đầm đó. Thôi mà ngáo được rồi, mình hết đầm đâu rồi ơi. Mình thay. Quần áo thun em hết rồi. Không, nhưng mà đó có mặt đầm không? Không, ít lắm. Không có luôn. Không có cái đầm nào luôn hả? Có, nhiều khi đi sinh nhật thì bạn cho mượn. Ừ. Vậy là có mặt rồi. Thôi mà ít lắm, dạ, cũng đâu chơi ai. Đâu có gì nhẹ. Thôi em thử cái áo với cái quần đi. Nha, à, vậy ha. Vậy đi. Em lấy cái hộp đen ra nè. Dạ. Rồi em mở qua một bên, cái nào em lấy rồi em để qua một bên luôn đi, để coi có cái nào đẹp không. Anh thấy cái hai cái đó thì cũng được rồi đó, nhưng mà Rồi. Má đẹp mà. À. Thôi giản dị là được rồi mà. Hôm nay mình thay đổi phong cách, mình mặc cho đẹp đẹp xíu coi. Áo thun. Áo thun. Áo hồng. Chắc cũng có gì. Áo khoác nữa hả? Áo khoác, dạ áo khoác. Mấy cái này không biết mẹ mặc được không ha? Dạ chắc không á. Hơi nhỏ. Em bận được á. Mình có quần jean đó kìa. Dạ. Kiểu. Quần thun, quần đùi. Dạ đúng rồi. Chị Thảo thử quần này. Đừng quên kêu chị Thảo cho vài cái đầm nữa. Quần dài. Dài. Chị Thảo hả nè? Chị Thảo. Chị Thảo nhớ gửi về cho Huy về cái đầm. Ở nhà không mà băng đầm lắm gì anh ơi, không có đi đâu đâu. Cái này chắc đồ bộ quá ha. Nói chung những quần nãy gì á. Ờ à, đúng rồi, vậy quần đen đen nè. Ờ à, rồi, vậy là đúng bộ rồi. Vậy là đồ này chủ yếu là mặc ở nhà không à. Có màu đỏ dưới ta. Chị kiếm một bộ nào đó đẹp đó mặc nha. Mặc ra thử coi. Dạ. Cái áo đó đẹp ơi. Dạ. Rộng cổ. À đúng rồi. Không, nói chung là đồ đẹp lắm rồi. Bây giờ ít. Giống áo bà ba quá vậy. Phải không? Không, vậy không, áo. Áo này dễ thương nè. Quần dài. Chắc chung quá. Ừ, chung bộ. Dạ, chung bộ. Dạ. Là không có cái đầm nào hết rồi. Chỉ dạ. Cho đồ bộ cô bà. Dạ thôi đồ bộ là đồ rồi anh ơi, tại ở nhà mà đâu có làm bằng đầm làm gì. Nhà cho mẹ bận đầm vướng bận dữ lắm. Dạ. Ý là cũng phải có một vài bộ đồ đẹp đẹp. Dạ thôi, em thấy này là đẹp lắm rồi á. Để mình đi chơi đồ. Dạ, đâu đi đâu đi chơi đâu anh. Đâu không có hỏi chị cái gửi cho mẹ hay gửi cho mẹ thôi. Bữa cũng quên nữa, thì chị nói chị gửi đồ cho bé Vi á thì em cũng không có hỏi nữa. Gửi qua em trước, gửi qua em trên nhà em ở trên Sài Gòn cho nó. Rồi em mới khui từ cái thùng, em khui qua cái bọc này rồi em mới chở xuống, tại để trong cái thùng nó bị cấn, nó không chở được. Đồ bộ. Ừ, đồ bộ nhiều dạ. Ha. Nãy giờ là mấy chục bộ rồi đó. Cả mười nãy giờ chưa hết luôn. Cả mười mấy bộ. Áo thun. Dạ đúng rồi, nói chung một bộ luôn. Ừ.
rồi đó, nhà là không héo quần quần nó dùng quần tập võ ha. Thường là quần tập thể dục, quần aerobic. Ừ. Áo nó này áo kiểu. Galo. Trời ơi. Sang dòng. Xây kỳ giấy, xây dòng ở đàng hoàng bình thường á. Xin cái này chút nè. Mặc vô thấy mi nhon ha. Thấy mặc mà mấy bộ đồ ngủ kêu quần dài thấy nó hơi cứng tuổi, thấy bộ đồ này mới đúng tuổi nè. Thoải mái không? Dạ ha. Ok, ok mất đâu. Chị nói gì gửi đồ chị có tới chưa? Chị nó qua liền luôn. Dạ, chị nó qua cho đồ và cho trứng gà rồi sữa, dầu gội này kia nữa. Tả cho mẹ nữa. Dạ. Thì bữa chị có liên lạc với anh trước rồi chị cũng có gửi thêm 500 nữa tính dạ. Giao cái thùng quà đó cho anh á. Dạ. Mà đều chị coi lại sao chị nói ủa Bến Tre hả, chị cũng ở Bến Tre nên thôi để chị chạy qua trực tiếp đây luôn. Dạ. Còn giữ 500 của chị đó nè. Chị Mai đúng không? Dạ. Rồi, dạ. Em gửi dạ cho em luôn. Cảm ơn, dạ em cảm ơn chị Mai. Dạ. Chị Mai bữa gửi dạ đồ cho mình đó. Dạ. Có vô động. Ủa rồi cái mít đâu rồi? Không, cái mít mình để sao. Rồi. Rồi. Tưởng đâu mất cái mít đó chứ. 8 triệu á. Không có mít nữa 8 triệu chứ mít đâu à. Ở nhà có hay mặc đồ gì không Vy? Dạ không, bận đồ bộ thôi à. Mặc đồ bộ quần dài hả? Dạ. Sao không mặc quần ngắn cho nó mát cho ở nhà mặc đồ quần dài chứ? Thấy quen rồi nên đi sợ đi nhiều khi đi ra mua đồ này khi nắng thôi bận vậy cho nó tiện luôn. À. Dạ. Đi ra ngoài giống như là che nắng luôn ha. Dạ. Vy nó da trắng mà. Trời ơi em nhỏ đen à? Xì lì luôn á, đen kỳ cục luôn á. Mẹ mẹ đẻ ra mẹ nhìn nó nói con ai chứ không phải con mẹ đâu, mẹ đắng tôi hả? Trắng tươi hả? Đen đen thôi tại anh đi nắng nhiều mà. Còn em dạo này em ở nhà thôi à, đâu đi đâu đâu. Cái cầm tay đi ra nắng không có che lại hay sao thấy nó đen hơn cái tay? Dạ đúng rồi, nắng không có tay á. Dạ. Dạ. Chân nữa. Cái mà kỳ. Dạ. Và ưng ý được bộ đồ này nhất hả? Dạ. Còn bộ đồ nữa không? Dạ, hai bộ này đẹp lắm rồi. À, cô chú anh chị thấy vì mặc bộ đồ này sao, cô chú chị bình tĩnh với video cho mấy anh em biết nha. Bình thường mà đi chơi mặc đồ gì vậy? Dạ, bình thường thì bọn áo thun quần jean. Áo thun quần jean đơn giản gì đâu ấy hả? Dạ. Đen rồi này kia quần dài dài cũng bận. Đi chơi vòng này thôi phải không? Dạ đúng rồi. Cũng đi nhiều khi có một mình à. Mà đi là đi lúc trước hả? Dạ đúng rồi. Lúc mà em còn đi học á, nhiều khi lâu lâu bạn đi học rủ tan học xong rồi đi chút xíu vòng chợ rồi về thôi, cũng đâu dám đi đâu đâu. Vì là chưa son phấn đó. Đây mặt mọc luôn nè. Thôi mẹ không có cho xài son phấn nhiều chứ. Dạ, mẹ nó xài hư mặt hết, hư môi hết. Không thấy như mặt mọc đẹp bộ. Mặt đẹp tự nhiên mà. Mất cỡ. Em không dám nhận đâu anh ơi. Hồi nhỏ ai cũng chê xấu chứ. Nhỏ khác giờ lớn đẹp gái. Hồi lớn thì con nó y vậy hả? Đâu khác đâu. Có coi clip không? Dạ có. Thấy mà để tiêu đề sao? Miễn răng xinh đẹp ha. Hay mắc cỡ. Rồi rồi. Đẹp gì mà chê mà mắc cỡ gì? Đây là người ta việc thật, nói thật không? Người thật, việc thật mà.
Giống mẹ thì đẹp, em đâu có giống mẹ đâu, không đẹp. Thôi đi vô cho mẹ coi, Dạ. coi coi mẹ coi có mẹ khen đẹp không, vô quay vòng cho mẹ coi thử coi. Mẹ nằm hả? Khoe mẹ coi. Ừ. Cô ơi, thấy con gái mặc đồ đẹp không cô? Không. Lắc đầu. Thấy con gái mặc đồ mới đẹp không cô? Cô đắp đầu. Khoe mẹ không khoe mẹ gì trơn á. Mẹ chê em xấu rồi. Vậy là em phải lựa cái bộ nào cho thật là đẹp. Rồi. Rồi được rồi. Mẹ khen đẹp thôi. Thôi đẹp không mẹ? Đẹp. Rồi đó, mẹ khen rồi. Có bánh nữa nè mẹ. Mẹ ăn được không em? Dạ bánh ngọt chứ không được rồi. Ồ, dạ. mẹ không có nhai được luôn hả thằng? Dạ được chứ, nhưng mà tại vì sợ ngọt, ăn ít được nha. Chứ ăn ít được á. Này, bánh ngọt không, bánh ngọt không à, ăn sợ đường lên á. Dạ đúng rồi. Dạ thôi mẹ ăn không được chút nha, cho tụi anh hai hũ đó rồi anh đi về. Dạ được luôn. Cười. Còn ba ổ bánh mì của anh kìa. Cười. À, mẹ vui, mẹ cười cái này, mẹ cười vui vẻ lắm. À, mới thấy cô cười luôn á. Bữa giờ xuống mấy lần mới thấy cô cười luôn á. À, thấy con gái có đồ đẹp rồi, mẹ vui rồi, mẹ cười. Nhiều đồ lắm luôn á cô. Hôm bữa có về bà chị Mai ghé nữa đó. Đúng rồi, hôm bữa ghé thăm mẹ. Nhờ chị mẹ Mai cũng vui lắm. Mua đồ này cho mẹ ăn nữa hả? Dạ. Chị dạ Mai không, đó. Mẹ à, chị đó mua cho em nhưng mà cho mẹ tả này kia. Rồi mua dầu gội, mua sữa tắm rồi nữa. Gọi cho tắm được luôn hả? Dạ. Chị Mai cũng chu đáo quá ha. Dạ đúng rồi, chị tốt lắm. Tiếp tục bộ đồ thứ hai. Về baby mới thay bộ đồ thứ hai kìa các bác chị. Đồ này cũng là đồ ở nhà luôn, đồ bộ. Vừa dạ. Vừa hết rồi, vừa thích luôn ha. Dạ. Tính ra là chị Thảo cũng chọn hay ghê ha. Ừ. Mới sửa soạn tóc lại nè. Ừ. Sao thấy ok không? Dạ đẹp. Đẹp ha. Dạ. Thấy cũng đẹp ha. Ừ. Ok hả? Ừ. Rồi xây vòng coi. Chỉ lỡ đầu sao vừa quá vậy? Dạ đúng rồi. Dạ. Vừa thích luôn. Về tiếp luôn á. Chỉ xem trên màn hình thôi mà chọn đồ vừa y luôn. Quay vòng nữa coi. Quá đẹp, xuất sắc. Ừ. Người ta nói là người đẹp thì lụa ha. Mà bởi vì có nó đẹp sẵn rồi, bây giờ có lụa vô nữa là đẹp thêm nữa. Lụa đẹp vì người. Lụa đẹp vì người hả? Thôi thôi. Không dám nhận đâu. Bây giờ mặc đồ nào cũng đẹp hết luôn. Đẹp sẵn à. Không. Còn. Phải là tụi anh khen đâu mà tụi anh hai lời của cô chú Mạnh Thường Quân nói á, thiệt. Dạ cảm ơn. Đồ đó chắc đây mặc đây tới Tết là dư luôn á. Dạ đúng rồi, đồ đó là đồ Tết luôn á. Đồ Tết luôn hả? Ừ, dạ. Còn Tết không mua nữa hả? Dạ thôi, nhiều đóng lâu không mua chi nữa. Ờ thôi Tết mua một vài bộ đồ mới đi ta mặc đi. Thôi, được rồi. Đều đây mặc không hết luôn á. Giống như mình đã dành mặt Tết mua 3 bộ, mùng 1, mùng 2, mùng 3 nè, mua 3 bộ đồ mới rồi lúc đó mình mặc. Không lẽ Tết mà tính mặc đồ như này luôn? Dạ, cũng đâu có đường, cũng đâu có gì đâu, anh đúng trong nhà không mà đâu đi chơi Tết đâu. Cũng đi chúc thọ đồ, đi lấy cái lì xì đồ. Thôi ơi, giờ lì xì lên mấy đứa nít không có ai lì xì em nữa đâu. Em còn bé mà. Thôi ơi. Mình đi lấy lì xì được mà. Già rồi. Giờ mà ra đường người ta bắt lì xì lấy con người ta. Chứ không ai lì xì nữa. Thôi mà Tết có ai lại đây không em? Dạ. Tết có ai lại đây không? Dạ không anh ơi. Tết bình thường cũng có hai mẹ con vậy à. Ừ. Dạ đâu còn bà con gì nữa đâu. Ừ. Dạ. Có đi qua nhà mấy cô chơi gì không? Nhà gần gần đây nè. Dạ không. Hồi nhỏ thì cũng có đi một vòng mà lớn thì cũng ngại không muốn đi nữa. Dạ. Ta đi kiếm lì xì đồ.
như anh đó, là Tết anh đi cùng làng cuối sớm để anh kiếm lì xì á. Mà nhỏ em thích đi vòng vậy lắm, mà lớn rồi thì mình phải lì xì để con cháu người ta chứ cũng đâu ai lì xì mình nữa đâu. Tết có năm một mà mình đi, ví dụ đi nhà này được 100, nhà kia được 200, gom được vài triệu bánh thì ngon lành rồi. Thời Tết năm trước coi em lì xì cũng có 300.000, cũng trong nhà không, lì xì qua lại thôi. Được 300.000 luôn hả? Dạ. Nghe vậy? Mà lì xì qua lại cuối cùng cũng bị dốt hả? Dạ đúng rồi, thì 300.000 là mình gọi là tính là lì xì thôi, chứ còn chưa tính tiền lỗ mình lì xì lại mấy đứa khác nữa. Rồi mặc bộ đồ này luôn đi, hỏi thay đồ kia ra. Dạ thôi mặc này luôn đi. Hỏi thay ra chứ mất công mà. Dạ. Ui có gì con muốn không Uy? Dạ không, mang dép thôi à. Mang dép người cao đủ cao. Chính giờ baby nó cũng đâu có được cao gì mấy rồi ha. Đồ em đâu cao đâu, em lụng thật đó. Nó không có cao, nhà cũng... Đã tại mang đôi dép á, thấy cao thôi á. Đo anh Kiệt vô, anh Kiệt đo với Uy thử anh Kiệt. Thử rồi, test thử anh Kiệt. Đo coi nó đứng tới đâu quá anh. Được không? Được. Không sumo vô là sumo. Bằng mà đứng nặng lên anh Kiệt. Má ơi tới dài không tới dài tới nách nè. Tới nách nè. Rồi đứng ngang nách là có cao dữ hả? Không có đầu tiệm lụng á, không có cao, không có giày à? Dạ. Có giày thể thao gì không? Dạ không, dép thôi. Học mang dép thôi vậy hả? Không có đi giày nào luôn hả? Dạ không. Cũng không có đi bún nào luôn hả? Không. Đi bún nào anh đăng ghé, anh đăng mua cho... Ngồi, được. Đi đâu? Đi dự tiệc luôn. Đi đám cưới luôn. Mua đồ đi đám cưới. Đăng bữa nào nhớ ghé mua bộ đầm với... Giống như bữa mình quay bên bé Hằng 16 tuổi á, nó mặc rầm lên công nhận là đẹp thiệt luôn á anh Kiệt. Tại vì nhiều lúc giống như là viên ngọc mà chưa được mài dũa, cái vẻ đẹp nó vẫn còn ẩn bên trong á. Ví dụ như người ta có điều kiện thì người ta chăm sóc cái vẻ bề ngoài thì nó khác á. Còn mình thì mình lo cho mẹ, lo cho gia đình thì nó khác. Yeah. Nhưng mà này là vẻ đẹp mộc mạc nha các bác anh chị. Chào mọi người, hôm nay em sẽ tặng cho mọi người một mẫu chuyện đó tên là câu chuyện Tích Chu, cậu bé ham chơi. Và mời mọi người cùng lắng nghe. Ngày xưa có một cậu bé tên là Tích Chu. Bố mẹ Tích Chu mất sớm, vì thế còn ở với bà của mình. Hàng ngày bà phải làm việc vất vả để kiếm tiền nuôi Tích Chu. Nhà có thức ăn gì ngon cũng để dành cho cậu cả. Ban đêm khi Tích Chu ngủ thì bà thức quạt, thấy bà thương cậu bé Tích Chu, có người bảo: "Bà ơi, lòng bà thương Tích Chu còn cao hơn cả trời, rộng hơn cả biển, lớn lên Tích Chu sẽ không khi nào quên ơn của bà đâu." Thế nhưng khi lớn lên, cậu bé Tích Chu lại chẳng biết thương bà. Bà tuổi đã cao, mắt đã mờ, mà hằng ngày vẫn phải làm việc vất vả. Còn Tích Chu suốt ngày chỉ biết rong chơi, ai vui theo lũ bạn xấu trong làng. Vì luôn phải làm việc cực nhọc, lại ăn uống kham khổ nên bà bị ốm. Bà lên cơn sốt mà chẳng có ai trông nom. Cậu bé Tích Chu còn mãi rong chơi cùng lũ bạn, chẳng nghĩ gì đến bà đang ốm nằm ở nhà. Một buổi trưa, trời nóng nực, cơn sốt lên cao, bà khát nước quá, liền gắng gượng gọi với ra ngoài. Trời ơi, trời ơi. Đang xúc động, đang nhắc lên đang cảm xúc luôn á. Rồi nha, rồi nha, rồi rồi rồi, làm lại rồi vô. Tích Chu ơi, cháu có đấy không, lấy cho bà ngụm nước. Bà thấy khát và bà mệt quá. Bà gọi một lần, hai lần, rồi ba lần, nhưng vẫn không thấy tiếng của cậu bé Tích Chu đâu cả. Mãi đến chiều, Tích Chu đang chơi đùa cùng lũ bạn, tự nhiên thấy đói bụng quá, bèn chạy về nhà định vào trong bếp tìm xem còn thức ăn gì ăn được không. Cậu bé Tích Chu cất tiếng gọi bà, cậu tìm trong nhà, ngoài sân, thậm chí tìm cả ngoài vườn cũng không thấy bà đâu. Bụng đang đói cồn cào, chợt có tiếng nói quen thuộc của bà vang lên từ ngọn cây góc sân. Tích Chu về rồi đấy à, cháu đói lắm phải không? Cậu bé Tích Chu hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy một con chim đang nói chuyện với mình. Chim kêu lên mấy tiếng rồi nói tiếp: "Cúc cu, cúc cu." "Là bà đây Tích Chu,
Bà nằm ở nhà khát nước quá, không thể chịu nổi, nên đành phải hóa thành chim bay đi để kiếm nước uống. Tích Chu nghe thấy chim nói thế, cậu chuyển từ ngạc nhiên sang hoảng sợ, kêu lên: bà ơi, bà trở lại như cũ đi, cháu sẽ mang nước ra đây cho bà đây. Cúc cu, đã quá muộn để bà có thể trở lại rồi cháu yêu à. Từ nay cháu phải tự lo cho mình nhé, bà cũng phải bay đi tìm thức ăn đây, bà yêu Tích Chu của bà lắm. Bà ơi, bà đi đâu? Bà đừng đi, xin bà hãy ở lại đây với cháu. Nhưng chim đã vỗ cánh bay đi, cậu bé Tích Chu cứ hớt hải chạy theo. Chim bay đi đâu, cậu chạy tới đó, miệng liên tục gọi với theo, giọng cậu lạc đi trong dòng nước mắt. Bà ơi, xin bà hãy ở lại với cháu sẽ đi lấy nước cho bà. Cuối cùng, chim đổ lại ở một dòng suối mát để uống nước. Tích Chu hổn hển chạy đến, gọi: bà ơi, bà trở về với cháu đi, cháu sẽ đi lấy nước cho bà, cháu hứa sẽ không làm bà buồn nữa. Cúc cu, quá muộn rồi Tích Chu ơi, bà không thể nào quay lại, trở lại được nữa rồi. Nghe chim nói thế, cậu bé Tích Chu à khóc nức nở. Cậu hối hận vì đã không chăm sóc bà khi bà đau ốm, không giúp đỡ bà những công việc hàng ngày, không nghe theo lời bà dạy bảo mà chỉ biết chạy theo lũ bạn xấu. Tích Chu càng thương bà, càng tự trách bản thân. Tất cả đã trở nên quá muộn, cậu bé hối hận vô cùng. Đúng lúc ấy, có một bà tiên hiện lên, nhẹ nhàng nói với cậu bé: nếu cháu muốn bà trở lại thành người như trước đây, thì cháu phải đi lấy dòng nước ở suối tiên về cho bà uống. Nhưng đường đi đến dòng suối tiên xa xôi và hiểm trở lắm, cháu có đi được không? Tích Chu ngừng khóc, trả lời bà tiên: xa đến mấy cháu cũng đi, nguy hiểm mấy cháu cũng không sợ, chỉ cần bà trở lại thành người như trước, vì gì cháu cũng là mẹ. Bà tiên chỉ đường cho Tích Chu, cậu bé cảm ơn bà, không phút chần chừ, hăng hái đi ngay. Trải qua biết bao khó khăn vất vả, khi thì phải leo núi vượt thác hiểm trở, lúc lại phải băng qua khu rừng rậm tối om, dọc đường gặp vô vàn thú dữ cũng như nguy hiểm bổ vây, nhưng Tích Chu vẫn không hề nản chí. Đôi chân cậu bé rướm máu, sưng phù, quần áo bị gai rừng xé toẹt, đâm toẹt vào da đầy đau đớn. Cuối cùng, Tích Chu cũng đến được dòng suối tiên uống. Được uống nước suối tiên, bà của Tích Chu trở lại thành người. Từ đấy, cậu bé Tích Chu hết lòng yêu thương chăm sóc bà, không còn chạy đi lêu lổng với đám bạn xấu trong xóm nữa. Dạ rồi. Hết đến đây. Dạ. Chuyện đó là chuyện gì ạ? Dạ, chuyện cậu bé Tích Chu. Là chuyện cổ tích hay sao? Dạ, chuyện cổ tích Việt Nam. Nó nói về lòng hiếu thảo. Dạ. Nói chung là khi mà người thân của mình còn sống, còn có cơ hội khỏe mạnh á, thì mình phải cố gắng chăm sóc. Tức là cái câu chuyện là nói về một cậu bé mà lúc bà bệnh đó thì không có ai chăm sóc, thì chỉ có cậu bé thôi, bà nhờ cậu bé để múc nước cho bà uống. Dạ. Nhưng mà cậu bé không làm, rồi cuối cùng là bà mới hóa thành con chim. Dạ. Rồi sau đó thì sao nữa? Dạ thì sau đó thì cậu bé phải phải trả giá vì cái việc của mình làm. Cậu bé phải cố gắng làm hết, phải chịu đựng hết thử thách, khó khăn để có thể lấy được suối về cho bà uống để bà mới trở lại được. Thì đó giống như là cuộc sống bây giờ ha. Dạ. Sống bây giờ nói về những người mà hiếu thảo cũng như là những người mà không có tấm lòng hiếu thảo với người thân của mình ha. Dạ. Là hồi xưa là em hay kể chuyện như vậy á hả? Dạ đúng rồi, hồi xưa em có kể câu chuyện này năm lớp 3. Còn nhớ luôn? Dạ còn. Nhớ dạ. Kiểu nhớ cái câu chuyện đó, đó cái tên. Rồi nhiều lắm, hồi xưa em kể nhiều lắm. Ý là em kể chuyện là tới năm lớp mấy? Cỡ chừng khoảng lớp 9, lớp 10 luôn anh. Kể tới lớp 9, lớp 10 luôn hả? Dạ nói chung thì hàng năm á có nhiều cái giải khác nhau. Giải kể chuyện á thì em tham gia. Rồi tham gia được giải không? Dạ được. Được giải mấy? Lớp 1 được giải nhất luôn á. Lớp 2? Mấy lớp sau thì em không nhớ rõ, có gì vài năm sau thì được giải khuyến khích. Nói chung thì cũng nhiều lắm. Năm lớp 9 là được giải gì? Dạ. Năm lớp 9 được giải. Lớp 9 thì được giải nhì á. Ồ, giỏi chứ ta. Năm lớp 9 kể bài gì? Dạ kể chuyện về bác. Chuyện về Bác Hồ ha. Dạ. Dạ tính ra xưa là Vi cũng nhiệt huyết tham gia văn nghệ rồi lắm chứ bộ. Dạ. Có tham gia văn nghệ trong trường không? Dạ có, nhưng mà ít lắm anh. Tại vì có kể chuyện thì nó đơn giản. Còn mấy kia thì vẽ tranh nữa. Kể chuyện sao đơn giản?
Nói chuyện là phải có cảm xúc, phải thả hồn vào, phải hiểu cái câu chuyện đó. Giọng của mình phải hay nữa mới mình mới kể được chứ. Đây là cũng không có thời gian nhiều anh, tại vì lúc đó mẹ cũng khó khăn là mình cố gắng tham gia mấy cuộc thi đó đó. Để nhiều khi mà có giải thưởng về thì mẹ cũng vui thêm nữa. Câu chuyện cây bút thần. Ngày xưa một ngôi làng nọ, có một cậu bé rất thông minh tên là Mã Lương. Cha mẹ Mã Lương mất sớm, cậu phải sống một mình coi cút. Ngày nào cũng vào rừng kiếm củi sống qua ngày. Mã Lương rất thích vẽ nhưng vì nhà cậu nghèo quá nên một cây bút vẽ cũng không mua nổi. Một ngày khi đang trên đường gánh củi đi bán, tình cờ cậu đi ngang qua cửa của một nhà quan lớn trong làng. Cậu quan sát thấy một họa sĩ đang vẽ tranh cho quan xem. Thích quá, cậu cố gắng tiến sát lại cửa sổ để nhìn cho thật kỹ. Cậu mạnh dạn hỏi người họa sĩ. Bác họa sĩ ơi, cháu thích được vẽ từ hồi nhỏ nhưng nhà cháu nghèo lắm nên không có tiền mua bút. Bác có thể cho cháu một chiếc bút vẽ bác nhé. Viên quan và tay họa sĩ nghe cậu nói vậy thì cười phá lên chế giễu. Đã nghèo mà lại còn đua đòi vẽ vời, thôi mày cứ an phận với nghề bán củi của mày. Đi đi cho tao vẽ nốt. Mã Lương nghe vậy không những không xấu hổ, còn tức tối đáp lại. Việc học thì làm gì phải phân biệt giàu nghèo, chả nhẽ nghèo thì không được học vẽ sao? Nói xong rồi cậu bỏ đi, mặc dù bị chế nhạo thẳng thừng như vậy, nhưng Mã Lương vẫn không hề bỏ cuộc. Cậu quyết tâm theo đuổi niềm đam mê của chính mình, tranh thủ mỗi lần lên núi để kiếm củi, cậu nhặt những cành cây rơi dưới đất để vẽ phong cảnh, chim chóc ngay trên nền đất. Khi cắt cỏ gần bờ sông, cậu lại túm những ngọn cỏ làm bút, chấm nước và vẽ khung cảnh thiên nhiên xung quanh lên tảng đá. Tối về được nghỉ ngơi, cậu lại dùng những hòn than để trong bếp để vẽ những bức tranh treo khắp tường trong nhà. Với lòng đam mê nhiệt huyết dành cho hội họa, cộng với tài quan sát rất tinh tế và tài năng thiên phú, những con chim mà cậu vẽ nên dường như biết hót, những chú cá giống như đang bơi lội tung tăng dưới làn nước trong xanh. Có lần Mã Lương vẽ một con chó sói trên vách núi, vì giống thật quá mà dê, bò, tưởng rằng có sói thật mà sợ hãi không dám đến núi gặm cỏ. Người trong làng thấy Mã Lương chăm chỉ học vẽ bèn hỏi, Mã Lương ơi, cháu chăm chỉ học vẽ thế này, mai sau đi vẽ cho nhà quan lấy tiền phải không? Mã Lương lắc đầu đáp rằng, không đâu bác ơi, cháu sẽ không bao giờ dùng tài năng vẽ của mình để phục vụ cho nhà quan, cháu chỉ vẽ cho người dân nghèo mà thôi. Với sự siêng năng của mình và tài năng bẩm sinh mà ông trời ban tặng, Mã Lương ngày một tiến bộ. Tuy vậy, ước ao của cậu là có được một cây bút vẽ thật sự để vẽ những bức tranh bằng mực thật đẹp thì chưa thể biến thành hiện thực. Cậu vẫn phải vẽ những bức tranh bằng nước hay trên tường, trên đá. Một đêm nọ, khi Mã Lương đang mơ màng đi vào giấc ngủ thì bỗng trong nhà rực lên một ánh hào quang sáng chói. Bước ra từ luồng sáng đó là một ông cụ râu tóc bạc phơ với đôi mắt hiền từ. Cụ tặng cho Mã Lương một cây bút vẽ và dặn dò rằng, Mã Lương, ta tặng cho cháu cây bút thần này, sở hữu nó cháu sẽ có trong tay tất cả các phép nhiệm màu và quyền năng thần kỳ. Nhưng cháu phải ghi nhớ lời cháu đã nói, chỉ vẽ vì giúp đỡ cho người nghèo khó và vì người dân nghèo mà cầm bút vẽ. Dặn dò xong xuôi, ông cụ vụt biến cùng tầng hào quang khiến cho Mã Lương còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Tỉnh dậy, Mã Lương ngỡ rằng đây là một giấc mộng, nhưng lạ thay khi nhìn xuống thì cây bút vẽ nằm trong tay mình. Cậu sung sướng reo lên, tuyệt quá, ta đã có bút để tha hồ vẽ rồi. Mã Lương hào hứng ngay lập tức trổ tài hội họa của mình. Cậu đưa tay vẽ một chú chim, bỗng nhiên từ trong tranh chú chim bay ra và cất tiếng hót lanh lảnh. Cậu vẽ thêm một con cá thì con cá trong tranh thành cá thật và quẩy đuôi bơi tung tăng. Quả đúng đây là cây bút thần rồi, Mã Lương vui sướng reo lên. Nhớ lời hứa với ông tiên trong giấc mơ, hằng ngày Mã Lương vẽ không biết mệt mỏi để giúp đỡ người dân nghèo trong làng. Ngày nào thiếu cày em sẽ vẽ cày, thiếu trâu em vẽ trâu, thiếu ruộng em vẽ ruộng. Một hôm đi ngang qua một mảnh ruộng, thấy bác nông dân gầy gò đang cò lưng kéo cày. Đất ruộng rắn khiến cho bác nông dân mồ hôi ướt đẫm mà không cày nổi. Thương bác vất vả, Mã Lương lấy bút vẽ ra một con trâu to khỏe tặng cho bác. Một tên quan huyện bản tính tham lam nghe ngóng được rằng Mã Lương có trong tay cây bút thần, muốn vẽ gì cũng được. Hắn bèn lệnh cho quân lính tới vô bắt Mã Lương giải về. Sau đó hắn ngang nhiên sai cậu bé cho hắn rất nhiều vàng bạc châu báu, nhưng Mã Lương trẻ tuổi kiên quyết đáp lời, ông có giết tôi thì tôi cũng sẽ không vẽ. Tức giận trước sự cứng đầu của Mã Lương, hắn cho quân giam cậu vào ngục tối, bỏ mặc cậu chịu đói khát, không cho ăn uống nước. Đêm đó tuyết rơi dày, trời lạnh cắt da cắt thịt. Tên quan vui mừng thầm trong bụng, chắc chắn thằng Mã Lương này đã không đói rồi, cho đáng đời cái tội cả lời ta.
Đoạn hắn hí hửng khoác áo ấm mò vào ngục xem cậu giờ ra sao. Không thể tin vào mắt, hắn chứng kiến Mã Lương hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu đang ngồi sưởi bên đống lửa ấm và ăn những chiếc bánh nướng thơm phức. Tên quan tức giận, sai quân lính chạy vào cướp lấy chiếc bút thần của Mã Lương, nhưng khi tới cửa phòng giam đã không thấy Mã Lương đâu nữa. Còn lại trong phòng là chiếc thang mà cậu vẽ vẫn còn dựa ở đó. Quan đùng đùng nổi giận, hò hét quân lính tức tốc đuổi theo nhưng không sao đuổi kịp. Mã Lương đã phanh, đã nhanh tay vẽ cho mình một con tuấn mã phóng nước đại cao chạy xa bay ra khỏi làng. Vì không muốn lộ khả năng của mình, Mã Lương đã chạy đến một ngôi làng rất xa. Cậu ở lại thị trấn đó và làm nghề vẽ tranh kiếm sống. Vì không muốn những bức vẽ mà mình vẽ ra thành thật nên các bức mã đó đều cố tình khuyết đi một thứ gì đó. Con thì thiếu mắt, con thì thiếu chân. Ngưng nghe mỏi miệng. Thôi hả? À, ngưng được không ta? Ngưng được không? Ngưng được một chút mình kể lại được con tiếp được không? Được. À, tự nhiên có nó có chiếc luôn đó, có được không vậy? Mỏi miệng quá hả? Mỏi miệng có tự nhiên lúc hết nó ngắn quá vậy xưa. Đâu qua đâu hết hả? Còn khúc à? Ừ. Còn khúc nhiều không? Không, chừng khoảng 3 đoạn. Ba đoạn ngắn. Rồi tiếp tục. Hít được. Lấy hơi. Rồi. Một hôm Mã Lương vẽ một con cò trắng, trong lúc vẽ cậu sơ ý để rơi một giọt mực vào mắt con cò. Thế là con cò từ trong tranh vỗ cánh bay ra, tin tức về cậu bé có tài năng vẽ tranh thành thật nhanh chóng bay đi khắp mọi nơi. Biên quan nơi Mã Lương lập tức báo cáo ngay cho hoàng đế. Ngay sau đó Mã Lương bị quân lính triều đình bắt và điệu về hoàng cung. Hoàng đế bắt được Mã Lương thì ra lệnh những gì hắn muốn. Biết tên hoàng đế này là một kẻ tàn ác chuyên ức hiếp dân lành nên khi hắn bảo từ cây bút này, hoàng đế thả Mã Lương ra, ngọt nhạt dùng những lời nịnh nọt hồng dụ dỗ cậu bé theo ý hắn. Muốn lấy lại cây bút, Mã Lương giả vờ đồng ý. Hoàng đế bảo cậu vẽ ra một cây có thể hái ra tiền vàng. Mã Lương muốn bút vẽ ra biển cả. Sau đó em mới vẽ ra một hòn đảo nhỏ, trên đó có cây hái ra tiền. Hoàng đế lại nhẫn nhịn dụ cậu vẽ cho hắn một con thuyền lớn để lái ra đảo hái vàng trên cây. Mã Lương lại vẽ thuyền đúng như ý hắn. Ngay tấp lự, hoàng đế và những tên tham quan vội vàng trèo ngay trên thuyền để ra đảo hái vàng. Mã Lương tiếp tục vẽ ra một con gió để đẩy thuyền nhanh bơi ra nhanh hơn. Đợi cho thuyền xa bờ, Mã Lương hơi bút vẽ nổi sóng rất to, sóng biển cuộn trào dữ dội. Con thuyền chao đảo không thể chống cự nổi sóng lớn, ngừng trị bè lũ gian ác. Mã Lương lại quay trở về dùng cây bút thần để giúp vẽ đỡ người dân nghèo. Hay quá, chỗ tay. Mệt chưa? Dạ mệt. Mệt rồi, đi nghỉ mệt thôi ha. Dạ. Uống nước nghỉ mệt đi.